Hãy hiểu đúng để sống khỏe. 41 triệu người tử vong trên thế giới mỗi năm, chiếm 71% nguyên nhân tử vong trên toàn cầu. Những con số khủng khiếp ấy chính bởi căn bệnh không lây nhiễm gây ra. Chúng ta rùng mình bởi sự hủy diệt với những căn bệnh lây nhiễm tốc độ cao như Covid-19. Thế nhưng lại quên mất rằng chính những bệnh không lây nhiễm, hay còn gọi là bệnh mãn tính, mới chính là những sát thủ thầm lặng hằng ngày, hằng giờ cướp đi tính mạng của biết bao người. Nhồi máu cơ tim và đột quỵ diễn biến thế nào? Ung thư, bệnh hô hấp mãn tính nguy hiểm ra sao? Đái tháo đường sẽ gây ra những biến chứng gì? Hay đơn giản như làm thế nào để có lối sống cải thiện tình trạng bệnh lý? Tất cả sẽ được giải đáp với các bác sĩ đầu ngành tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trong chương trình Hiểu đúng, sống khỏe. Chương trình được tài trợ bởi công ty AstraZeneca Việt Nam sẽ mang đến cho quý vị những giải đáp thiết thực nhất, gần gũi nhất và tiện lợi nhất. Hãy truy cập vào fanpage Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và kênh YouTube Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để cùng hiểu đúng và sống khỏe mỗi ngày. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Bùi Hữu Hoàng, với hơn 30 năm kinh nghiệm trong khám và điều trị các bệnh lý tiêu hóa, gan mật. Hiện nay, ông là trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng phân môn tiêu hóa Bộ môn nội Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, ông là phó chủ tịch Liên chi hội gan mật Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Ban chấp hành Hội khoa học tiêu hóa Việt Nam, thành viên Ban chấp hành Hội gan mật Việt Nam, thành viên Ban chấp hành Liên chi hội Lão khoa Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Ban chấp hành Liên chi hội Bệnh tự miễn cơ xương khớp. Ông được đào tạo đại học và sau đại học tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Ông tốt nghiệp ngành tiêu hóa gan mật tại Đại học Victor Sagalen và Bệnh viện Haute Bordas, Pháp. Ông được nhà nước phong tặng chức danh phó giáo sư vào năm 2012. Các công trình nghiên cứu của ông liên quan đến các bệnh viêm gan B và C, xơ gan, ung thư gan, viêm dạ dày, Helicobacter pylori, trào ngược dạ dày thực quản, hội chứng ruột kích thích, xuất huyết tiêu hóa, bệnh viêm ruột mạn, vân vân. Và quý vị có thể thăm khám với phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Bùi Hữu Hoàng tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh ở phòng khám tiêu hóa gan mật vào sáng thứ hai hoặc phòng khám quốc tế vào chiều thứ hai. Và để được tư vấn cụ thể về những vấn đề về tiêu hóa, quý vị có thể liên hệ đến số điện thoại của phòng khám tiêu hóa qua số hotline 028 3952 7111 quý vị nhé. Kim Liên chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình tư vấn Hiểu đúng sống khỏe do Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với đơn vị tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn AstraZeneca Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, chứng kiến được cảnh rất nhiều bệnh nhân hiện nay chưa nắm được những kiến thức về các bệnh nguy hiểm hoặc là đang có chiều hướng gia tăng như hiện nay dẫn đến những hậu quả đáng tiếc, các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh luôn đau đáu về vấn đề làm sao để người dân có thể có được những hiểu biết về y khoa, hiểu đúng được tính chất của các bệnh nguy hiểm, qua đó có thể tránh được những nguy cơ tiềm ẩn. Thưa quý vị, nhận biết được tầm quan trọng này thì Trung tâm Truyền thông của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức những chương trình tư vấn sức khỏe trực tuyến như thế này cùng với sự tham dự của các bác sĩ là các chuyên gia đầu ngành để giúp cho quý vị có thể tư vấn để có thể phòng ngừa và kiểm soát tốt được tình hình bệnh của mình. Và chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tiếp trên trang fanpage của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và cũng sẽ được phát lại trên các kênh truyền thông như là YouTube, Zalo và website của bệnh viện. Thưa quý vị, hiện nay thì vi khuẩn HB là nguyên nhân gây ra tình trạng viêm loét dạ dày, tá tràng, từ đó có thể dẫn tới ung thư dạ dày và nhiều bệnh lý khác. Tuy nhiên, một số liệu chúng tôi muốn đề cập đến có thể khiến cho nhiều người phải giật mình. Đó chính là có đến 70% người Việt đã bị nhiễm vi khuẩn HB và trong đó có gần 60% người nhiễm vi khuẩn này là không biết mình đang mắc bệnh. Nhận thấy được nhiều người chưa hiểu rõ về loại vi khuẩn này cũng giống như những nguy cơ mà loại vi khuẩn HB gây ra, thì ngày hôm nay Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức một buổi tư vấn trực tuyến như thế này cùng với sự tham dự của Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Bùi Hữu Hoàng là trưởng khoa tiêu hóa của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào toàn thể các khán giả của chương trình Hiểu đúng sống khỏe.
Thưa quý vị, mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì Kim Liên mời quý vị sẽ theo dõi một đoạn clip ngắn để chúng ta nhìn tổng quát về những bệnh lý do vi khuẩn HP gây ra quý vị nha. HP là loại xoắn khuẩn gram âm sống trong lớp nhầy trên bề mặt niêm mạc dạ dày, tiết ra men urease tạo môi trường kiềm bao bọc xung quanh. Nên HP thích nghi được với môi trường axit dạ dày. Hơn nữa, dân số thế giới đã bị nhiễm HP, chủ yếu ở các nước đang phát triển. Tần suất 50-90% ở người lớn hơn 20 tuổi, còn ở trẻ em, đa số bị nhiễm từ 2-8 tuổi. Tại Việt Nam, tỷ lệ nhiễm HP ở người lớn chiếm hơn 70%. Ở các nước phát triển, tuổi bị nhiễm thường hơn 50 tuổi. Vi khuẩn HP có khả năng lây nhiễm trên mọi đối tượng. Ước tính trên thế giới, hiện nay có khoảng 50% dân số nhiễm vi khuẩn HP. Tuy nhiên, tỷ lệ mắc bệnh sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, như độ tuổi, thói quen sinh hoạt, chất lượng sống, khu vực địa lý. Vi khuẩn HP gây ra rất nhiều bệnh lý như viêm dạ dày cấp tính, viêm dạ dày mãn tính, viêm loét dạ dày tá tràng, ung thư dạ dày. Bạn có nguy cơ ung thư dạ dày cao gấp 2-6 lần khi bị nhiễm HP. Vì vậy, diệt HP cũng là biện pháp phòng ngừa ung thư dạ dày. H. pylori còn gây một số bệnh khác nữa như ung thư tế bào lympho ở niêm mạc dạ dày, ban xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch, thiếu máu, thiếu sắt không rõ nguyên nhân, mề đay mãn tính, viêm da cơ địa, v.v. Đầu tiên cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa bác sĩ, chúng ta vừa xem một đoạn clip ngắn và qua đó thì quý vị cũng đã có thể hiểu rõ hơn phần nào về vi khuẩn HP và những nguy cơ do bệnh lý này gây ra. Vậy thì bác sĩ có thể cho Kim Liên và quý vị khán giả được biết là bản chất của loại vi khuẩn này đến từ đâu và nó có thể gây ra những bệnh lý nào ạ? Chúng ta thường hay nghe nói đến cái vi khuẩn HP, thì cái từ HP đó là một cái từ mà chúng ta gọi tắt của cái tên của con vi khuẩn là Helicobacter pylori. Thì cái vi khuẩn này thật ra nó đã có trong cái cơ thể của chúng ta đã từ rất là lâu, nhưng mà trước kia người ta không nhận biết nó. Vì sao? Vì chúng ta biết rằng là dạ dày của chúng ta nó là một cái nơi mà nó có chứa cái axit, cái nồng độ rất là cao, với cái pH khoảng là 2 hoặc là 4. Thì chúng ta biết là với cái nồng độ axit mạnh như vậy đó, thì gần như là không có một cái sinh vật nào có thể mà tồn tại được. Chính vì lý do đó mà người ta cứ nghĩ rằng là trong dạ dày chúng ta sẽ không bao giờ có tồn tại của một cái loại vi khuẩn. Nhưng mà qua một số những cái trường hợp mà những cái nhà y học người ta đi nghiên cứu về các cái bệnh lý của dạ dày, thì người ta phát hiện là trong cái niêm mạc dạ dày nó có một cái loại vi khuẩn. Nhưng mà người ta chưa chứng minh được tại sao mà nó hiện diện được trong cái môi trường axit đó. Và mãi đến sau này người ta mới biết được là vi khuẩn này nó là một cái loại vi khuẩn đặc biệt. Nó tiết ra được một cái men urease. Thì cái men này nó sẽ tác động trên cái chất ure từ trong thức ăn mà chúng ta ăn vào đó. Thì để mà nó sẽ tạo ra một cái chất có tính kiềm. Đó. Chính vì vậy mà nó sẽ giúp cho con vi khuẩn nó bảo vệ, chống lại cái axit, và đồng thời con vi khuẩn nó sống trong cái lớp nhầy ở bao phủ trên niêm mạc của dạ dày. Do đó cái lớp nhầy đó thì nó có cái pH trung tính, vì vậy con vi khuẩn nó hay tồn tại lâu dài và có thể nó gây ra cái tình trạng viêm loét ở dạ dày. Từ đó mà người ta mới giải thích được tại sao mà dạ dày chúng ta thường xuyên bị đau, bị viêm loét và thậm chí lâu ngày có thể tiến triển qua ung thư. Thì đó là nguyên nhân cơ bản, đó là do con vi khuẩn này gây ra. Qua như chia sẻ vừa rồi của bác sĩ thì Kim Liên cũng nắm được là tại sao lại có những căn bệnh do vi khuẩn HP gây ra, và bác sĩ có đề cập đến căn bệnh đó là viêm loét dạ dày. Như vậy thì vi khuẩn HP chắc chắn là thường xuyên nó sẽ gây ra những căn bệnh liên quan tới đường tiêu hóa đúng không ạ? Và ngoài những căn bệnh đó ra thì nó còn có thể gây ra những bệnh lý nào khác nữa hay không thưa bác sĩ? Về cái bệnh lý do vi khuẩn gây ra đó thì chúng ta biết là vì nó sống trong dạ dày, do đó mà đầu tiên nó tiết ra một số những cái độc tố có thể làm phá hủy cái lớp bảo vệ, cái lớp niêm mạc của dạ dày, do đó nó hình thành ra cái ố loét. Và khi một tình trạng mà viêm loét lâu ngày thì cái niêm mạc của dạ dày chúng ta nó sẽ bị thay đổi, nó bị biến đổi đi, do đó nó có thể là chuyển sang một cái dạng mà đặc biệt, đó là hiện tượng chuyển sản ruột. Và cái hiện tượng chuyển sản ruột này là một cái được xem như là một cái tổn thương mà tiền đề ban đầu có thể dẫn đến ung thư sau này. Thì ngoài cái vấn đề ung thư dạ dày là một nguyên nhân xảy ra do cái tình trạng viêm lâu ngày ở dạ dày do vi khuẩn H. pylori gây ra, thì trong dạ dày nó còn có một cái dạng ung thư khác do tình trạng viêm nhiễm, nó sẽ hình thành ra phản ứng tạo ra rất nhiều cái
những cái tế bào lympho tập trung ở đó và nó tạo thành một cái u lympho bào. Nó cũng là một cái dạng ung thư, nhưng mà nếu mà chúng ta phát hiện sớm mà chúng ta điều trị đúng cái vi khuẩn thì cái dạng đó nó sẽ được giảm đi, nó cải thiện rất là rõ. Và ngoài ra thì người ta thấy rằng là nó có thể gây ra những cái chứng khó tiêu, đầy bụng mà chúng ta hay gặp trên lâm sàng. Và đồng thời là nó còn có thể dẫn đến một số những cái bệnh lý không phải liên quan đến dạ dày mà có thể liên quan đến bệnh lý về huyết học. Chẳng hạn như người ta thấy có những trường hợp mà bệnh nhân bị xuất huyết ở dưới da do giảm tiểu cầu, và thì có thể nó cũng có liên quan đến nhiễm vi khuẩn. Hoặc là tình trạng mà bị thiếu máu mà bị thiếu chất sắt là do vi khuẩn, nó sẽ làm giảm sự hấp thu của cái chất sắt và nó gây ra tình trạng viêm lâu ngày và có một cái xuất huyết rỉ rả ở niêm mạc ở dạ dày, do đó nó gây ra tình trạng thiếu máu. Vì vậy mà ngày nay đó, khi phát hiện ra một số những cái bệnh lý đặc biệt là viêm loét ở dạ dày, hoặc là chúng ta phát hiện một cái gia đình có người bị ung thư thì chúng ta cũng phải tầm soát những người trong nhà có thể có bị nhiễm vi khuẩn hay không để chúng ta điều trị. Hoặc là bệnh nhân có cái tình trạng bị thiếu máu mà chúng ta chưa xác định được nguyên nhân, hoặc là bị xuất huyết mà cho giảm tiểu cầu mà chúng ta chưa tìm được nguyên nhân thì chúng ta vẫn phải đi tầm soát coi có bị nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori hay không. Dạ, xem ra là rất nhiều những điều để mình phải để ý về loại vi khuẩn này. Nghe qua thì cứ tưởng là loại vi khuẩn này nó xa vời với mình lắm, nhưng mà thực ra thì bác sĩ kể những cái bệnh lý nó rất là thường gặp và nếu như để lâu thì có thể dẫn đến nguy hiểm cho cơ thể của mình. Ví dụ như là ung thư dạ dày, bác sĩ có đề cập đến. Nhưng mà trước đó thì Kim Liên muốn hỏi bác sĩ là trong những trường hợp mà chúng ta không phát hiện ra bệnh hoặc là chúng ta điều trị chưa đúng cách, có nghĩa là chưa có cái khâu chẩn đoán đúng ấy, thì qua một thời gian dài thì bệnh tình nó sẽ diễn biến xấu như thế nào ạ? Và có phải tất cả những trường hợp xấu đều dẫn đến ung thư dạ dày hay không? Cái câu mà nãy Kim Liên nói rằng là lúc đầu tưởng là vi khuẩn thì nó xa vời. Nhưng mà thực sự chúng ta thấy là nó là một cái loại nhiễm khuẩn mà thường gặp nhất của loài người. Vì người ta thống kê thấy rằng là phân nửa dân số trên thế giới là đã bị nhiễm vi khuẩn rồi. Như vậy chúng ta thấy rằng là cứ mỗi 2 người thì sẽ có 1 người bị nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori. Đó, chúng ta thấy là mức độ phổ biến của bệnh rất nhiều. Nhưng mà khi mà chúng ta bị nhiễm đó thì không phải là người nào cũng sẽ có những cái diễn tiến xấu. Nó cũng sẽ có những cái trường hợp ở cái dạng mà nó tiềm ẩn hoặc là cái dạng ổn định, là có thể do liên quan nhiều yếu tố, chẳng hạn như là liên quan đến cái cơ địa di truyền của cái người đó, hoặc là cái con vi khuẩn nó cũng có nhiều loại. Có những vi khuẩn nó có cái độc tính cao và có những vi khuẩn có độc tính mà yếu hơn hoặc thấp hơn. Do đó nhiều khi nó sống ở trong dạ dày chúng ta nhưng mà nó không gây ra những biểu hiện rõ ràng. Và do đó có những bệnh nhân nhiều khi tình cờ đi khám sức khỏe, thấy có phát hiện có nhiễm H. pylori nhưng mà hỏi ra thì họ không có triệu chứng gì cả. Thì thật ra những cái trường hợp đó thì chúng ta cũng không bắt buộc là phải gọi là điều trị tích cực hết tất cả mọi trường hợp mà chúng ta có thể theo dõi. Tuy nhiên nếu những bệnh nhân mà bắt đầu họ có triệu chứng ăn vào thấy nó hơi đầy bụng, khó tiêu, hoặc là hay có đau vùng thượng vị, chứng tỏ rằng vi khuẩn bắt đầu nó gây ra những cái biểu hiện trên dạ dày, thì tốt nhất là chúng ta nên đi khám bệnh để chúng ta tìm xem có bị nhiễm con vi khuẩn này không. Nếu có thì chúng ta điều trị. Và khi điều trị đó thì chúng ta vẫn phải tầm soát những người sống chung trong gia đình hoặc là những cái người mà có thể tiếp xúc gần với cái bệnh nhân đó để mà chúng ta phát hiện và điều trị. Vì nếu chúng ta không điều trị cho những người mà có thể sinh hoạt chung hoặc là sống trong cái cộng đồng chung với cái bệnh nhân thì có thể nó vẫn có hiện tượng lây lan với nhau. Và cái viêm dạ dày mà do nhiễm khuẩn Helicobacter pylori, nếu chúng ta không điều trị để lâu ngày thì có thể nó sẽ dẫn đến những cái tiến triển viêm mãn tính, viêm teo ở niêm mạc. Và từ cái viêm teo đó nó có thể dẫn đến hiện tượng chuyển sản ruột, và từ chuyển sản ruột đưa đến loạn sản, và tức là nó thay đổi về cái cấu trúc trên cái niêm mạc của dạ dày, và từ đó có thể nó sẽ biến đổi thành một cái ung dạng ung thư mà tôi gọi là ung thư biểu mô tuyến ở dạ dày, và đó là một cái ung thư rất là nguy hiểm và gây ra tử vong rất là cao. Thưa bác sĩ, vậy thì Kim Liên rất muốn hỏi bác sĩ là có phải ai bị nhiễm vi khuẩn HB mà ở triệu chứng nặng thì họ đều có thể bị dẫn đến tình trạng ung thư hay không ạ? Cái điều này cũng là cái điều mà rất nhiều bệnh nhân cũng như là các độc giả rất là quan tâm và gửi rất nhiều những cái câu hỏi đến cho các cái chuyên gia về tiêu hóa như chúng tôi. Thì người ta khi phát hiện nhiễm H. pylori người ta rất là lo lắng, tại vì trên những cái thông tin báo đài thì người ta thường là ghi nhận là vi khuẩn này có thể dẫn đến ung thư, do đó mà bệnh nhân họ rất là hoảng sợ. Và chúng ta biết rằng
Việt Nam chúng ta có cái tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori lên tới là trên 70%. Và nếu như mà tất cả người Việt Nam mà nhiễm vi khuẩn đều bị ung thư thì chúng ta không sợ cái sự gia tăng dân số. Đó là do đó mà không phải tất cả những người nào mà bị nhiễm vi khuẩn cũng là gây bị ung thư. Và nó còn tùy thuộc rất nhiều cái yếu tố. Thứ nhất là yếu tố về phía con vi khuẩn. Tại vì con vi khuẩn có nhiều cái chủng khác nhau, có những cái chủng có cái độc tính mạnh, nó tiết ra những cái độc tố có khả năng kích thích dẫn đến ung thư. Nhưng mà cũng có những cái con mà mình tạm gọi là nó hiền hơn đi, thì là nó sẽ không có gây ra những biến đổi dẫn đến ung thư. Do đó là thứ nhất là tùy thuộc vào từng loại vi khuẩn. Thứ hai là tùy theo cái cơ địa di truyền. Chính vì vậy mà cái bệnh ung thư dạ dày đó, người ta thấy là nó có liên quan yếu tố gia đình. Tức là thí dụ như là cha, mẹ, những cái anh chị em trong nhà mà chúng ta phát hiện có người bị ung thư thì chúng ta phải đi tầm soát những người trong gia đình. Tại vì nó có cái liên hệ về huyết thống, tại nó có cái gen có khả năng dễ dẫn đến ung thư. Và thứ ba là chế độ ăn. Chế độ ăn ta thấy rằng là khi chúng ta ăn mặn rất là nhiều, hoặc chúng ta ăn những cái thức ăn mà dễ lên men chua, hoặc là những thức ăn hun khói, thì tất cả những loại thức ăn đó thì nó dễ làm cho biến đổi một số cái thành phần ở trong cái thực phẩm của chúng ta, trong dạ dày chúng ta, và có thể nó sẽ tạo cái điều kiện cho phát triển ung thư. Chính vì vậy mà người ta cũng khuyên là chúng ta không nên ăn thường xuyên những cái loại thức ăn này. Không phải chúng ta cấm hoàn toàn, lâu lâu chúng ta ăn chút xíu cái dưa chua thì không thành vấn đề. Nhưng mà nếu chúng ta ăn mỗi ngày, hoặc là chúng ta sử dụng những cái thực phẩm mà nó không có tốt cho sức khỏe, thì có thể nó sẽ dẫn đến những cái bất lợi cho cơ thể. Thưa bác sĩ, như vậy thì những bệnh lý liên quan tới vi khuẩn HP rất có khả năng là bị lây truyền từ người này sang người khác, nhưng đến dẫn đến ung thư thì nó sẽ có khả năng cao là do vấn đề di truyền. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang theo dõi chuỗi chương trình tư vấn sức khỏe trực tuyến của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thực hiện. Đó chính là Hiểu đúng sống khỏe. Và ngày hôm nay thì xoay quanh chủ đề là những bệnh lý liên quan tới vi khuẩn HP, cách thức để quý vị hiểu rõ hơn cũng như là cách thức chúng ta phòng ngừa và điều trị. Nếu như quý vị có bất cứ những thắc mắc nào thì hãy comment vào bên dưới phần phát trực tiếp này để chúng tôi có thể gửi ngay câu hỏi đến cho bác sĩ. Và mong rằng là quý vị sẽ đồng hành đến xuyên suốt buổi phát trực tiếp này để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về vi khuẩn HP quý vị nha. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì Kim Linh sẽ hỏi bác sĩ Thiên về phần phát hiện bệnh. Mình nói nhiều về khái niệm vi khuẩn HP và những nguy cơ do căn bệnh này lây ra rồi. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ về vấn đề là làm thế nào để mình phát hiện là một người bệnh nhân đang mắc phải căn bệnh liên quan tới vi khuẩn HP ạ? Việc phát hiện ra có nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori thì nó có rất nhiều cái phương pháp. Cái phương pháp đơn giản nhất là chúng ta có thể đi thử máu. Tại vì chúng ta biết là khi mà chúng ta bị nhiễm vi khuẩn thì cơ thể chúng ta nó tạo ra một cái kháng thể để mà nó báo hiệu là chúng ta đã có nhiễm bệnh. Thì cái kháng thể đó nó tồn tại trong máu chúng ta một thời gian cũng khá lâu. Do đó chúng ta sẽ thấy có một cái xét nghiệm gọi là đi thử máu để tìm coi có vi khuẩn H. pylori không. Một cái xét nghiệm thứ hai đó là chúng ta đi gọi là thổi hơi. Tức là người ta cho bệnh nhân uống một cái viên thuốc. Sau đó 15 phút sau thì bệnh nhân sẽ thổi vào trong một cái túi hơi, thì cái túi đó, túi khí đó, đó nó có chứa những cái thành phần mà có thể nhận diện sự hiện diện của vi khuẩn, và người ta sẽ phân tích đưa vào trong máy để người ta biết là có nhiễm bệnh hay không. Tuy nhiên cái phương pháp mà thử máu đó thì nó chỉ có giúp người ta phát hiện là tình trạng nhiễm lần đầu tiên, nhưng mà sau khi đã phát hiện rồi mà chúng ta điều trị đó thì cái xét nghiệm đó nó không có trở về âm tính liền, mà phải mất thời gian là vài tháng, thậm chí là cả 10 tháng trở lên nó mới trở về âm tính. Do đó mà chúng ta không nên là dùng cái xét nghiệm đó để mà kiểm tra là chúng ta còn bệnh hay là đã điều trị hết hay không. Còn cái phương pháp thổi hơi thì nó biết xác định chính xác là chúng ta đang có con vi khuẩn trong cơ thể hay không. Và muốn đảm bảo cái kết quả nó cho nó chính xác thì cái người bệnh nó trước đó khoảng ít nhất từ 2 đến 4 tuần không được uống kháng sinh và uống những cái thuốc mà giảm tiết axit mạnh. Thì như vậy nó mới đảm bảo được cái kết quả nó được đúng và chính xác hoàn toàn. Còn cái xét nghiệm mà nó chứng minh là vi khuẩn đang sống trong dạ dày đó thì chúng ta có một cách thứ ba, đó là chúng ta có thể là cho đi nội soi và người ta sẽ bấm sinh thiết ngay cái niêm mạc của dạ dày để người ta tìm coi có vi khuẩn nằm ở trong cái niêm mạc hay không. Thì nó có nhiều cách, hoặc là phương pháp
dùng cái ure test, hoặc là người ta sẽ nhuộm gram để người ta phát hiện có vi khuẩn trên cái niêm mạc của dạ dày, hoặc là ta cấy để phát hiện vi khuẩn. Nếu như trong trường hợp mà chúng ta điều trị hoài mà không có kết quả đó, thì chúng ta phải cấy vi khuẩn và ta xem coi vi khuẩn này nó có mọc hay không, nó có hiện diện hay không, và nó còn nhạy với kháng sinh nào, thì chúng ta chọn đúng cái kháng sinh phù hợp thì chúng ta điều trị mới có kết quả. Dạ, xem ra là có rất nhiều những cái phương pháp để mình có thể là phát hiện ra căn bệnh này, và phụ thuộc vào sự phát triển của y học Việt Nam thì hoàn toàn có thể làm được điều đó. Tuy nhiên thì Kim Liên cũng muốn hỏi thêm là những bệnh nhân mà họ đang nghi ngờ mình mắc phải căn bệnh liên quan tới vi khuẩn HP thì họ sẽ thực hiện những cái xét nghiệm này ở đâu được ạ? Thật ra thì những cái xét nghiệm này thì cũng là những cái cơ sở y tế mà nó có những cái trang bị ở mức độ trung bình và trở lên vẫn có thể làm được cả. Tuy nhiên cái độ chính xác ở mỗi cái loại xét nghiệm nó cũng có tùy theo cái sự trang bị của từng cái cơ sở y tế. Và thường thì những cái trung tâm lớn, chẳng hạn như là Bệnh viện Đại học Y Dược, hoặc là Bệnh viện Chợ Rẫy, hoặc là một số những cái bệnh viện lớn trong thành phố chúng ta, thì chúng ta có đầy đủ những cái phương tiện mà với cái độ chính xác cao chúng ta có thể phát hiện đúng, và chúng ta có thể có cái sự tư vấn đúng của về chẩn đoán cũng như điều trị để giúp cho người bệnh có thể là được điều trị một cách hiệu quả hơn. Dạ, liên quan tới câu chuyện phát hiện ra những bệnh lý về vi khuẩn HP thì bác sĩ có thể nói rõ hơn là người mắc phải những căn bệnh liên quan tới vi khuẩn HP thì nó sẽ có biểu hiện ra những vị trí nào và biểu hiện cụ thể ra sao được không ạ? Thì liên quan đến vấn đề mà cái vị trí hoặc là cái bệnh lý mà do cái vi khuẩn gây ra, thì cái chuyện đầu tiên là con vi khuẩn nó gây ra viêm dạ dày là cái chuyện trước tiên. Do đó bệnh nhân thường có cái triệu chứng là có thể nhẹ hơn là chỉ là ăn vào mình cảm thấy nó mau no, nó đầy hơi, hoặc là nó hơi tức tức ở cái vùng thượng vị. Hoặc là thứ hai là thậm chí có bệnh nhân mình nặng hơn là họ đau rất là quằn quại, và thậm chí có dễ nôn ói. Và nhiều khi ở một số đứa trẻ mà khi nó bị nhiễm vi khuẩn H. pylori đó thì nó bỏ ăn và nó sẽ đau thường xuyên và ảnh hưởng tới cái chuyện học tập, vân vân. Còn những cái trường hợp mà khi mà bệnh được phát hiện trễ thì bệnh nó tiến triển sang cái loét ở dạ dày và có thể nó gây ra xuất huyết. Tức là bệnh nhân đang tự nhiên bình thường rồi tự nhiên đột ngột ói ra máu, hoặc là đi cầu ra cái phân có cái màu đen là do có hiện diện cái máu ở trong đường tiêu hóa của chúng ta đó. Và những trường hợp mà bắt đầu tiến triển dẫn đến ung thư thì nó sẽ dẫn đến một số những cái biểu hiện nặng, và chúng ta phải nhờ những cái biện pháp nội soi dạ dày để chúng ta mới phát hiện được chính xác là những cái tổn thương mà chúng ta đã vừa mô kể. Dạ, bác sĩ có nói là dẫn đến tình trạng đó là ung thư dạ dày thì có những biểu hiện nặng hơn, thì một trong những cái biểu hiện nặng hơn để chúng ta lưu ý là gì thưa bác sĩ? Cái người mà khi đã tiến triển qua ung thư mà nặng đó thì thường là họ sẽ chán ăn, và thứ hai là có thể sụt cân, và chúng ta thấy là có thể là họ có hơi xanh xao thiếu máu, là vì nó có thể có những xuất huyết rỉ rả. Thì đó là những cái biểu hiện mà đã đến trễ rồi. Tuy nhiên là chúng ta cần phải phát hiện sớm. Do đó mà bất kỳ một cái trường hợp nào mà chúng ta thấy bệnh nhân là ăn uống kém, sụt cân, hoặc là chúng ta có thể đau vùng thượng vị mà kéo dài mà không giải thích được, hoặc là chữa bằng những cái thuốc thông thường mà không kiểm soát được triệu chứng, thì tốt nhất là nên khuyên bệnh nhân đi nội soi dạ dày để làm sao để chúng ta phát hiện coi thật sự nó là bệnh gì, và nếu có nhiễm vi khuẩn thì chúng ta nên điều trị cho nó sớm ngay từ đầu để hạn chế cái tiến triển. Còn nếu mà chúng ta phát hiện được ung thư mà dù là giai đoạn sớm thì chúng ta sẽ có những cái cơ hội điều trị triệt để và giúp cho người bệnh có thể là khỏi bệnh nếu mà chúng ta phát hiện sớm. Do đó một điều mà chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng là chúng ta đừng quá sợ cái vấn đề ung thư. Cái ung thư là cái bệnh nguy hiểm, nhưng nếu mà chúng ta có ý thức vấn đề mà tầm soát sớm và phát hiện sớm bệnh thì y học ngày nay vẫn có những biện pháp điều trị hiệu quả đối với những ung thư. Còn những trường hợp mà chúng ta để quá muộn, khi bệnh đã lan đi khắp nơi, thì hầu như chúng ta không còn cái phương pháp điều trị nào mà thành công cả. Thưa quý vị thấy đó, bác sĩ có nhắc đi nhắc lại về việc đó là nếu như quý vị phát hiện ra trong cơ thể mình có những cái biểu hiện mà chúng ta đề cập từ đầu chương trình đến giờ thì phải đến ngay với những cơ sở y tế uy tín để mình được chẩn đoán xem là chúng ta có mắc căn bệnh liên quan tới vi khuẩn HP hay không. Và trong trường hợp xấu nhất, nếu như bệnh của chúng ta diễn tiến theo chiều hướng là ung thư dạ dày thì vẫn sẽ có cách
để chữa trị. Cái quan trọng là tinh thần lạc quan và chúng ta phải gặp đúng nơi, đúng thầy thuốc để được chữa trị kịp thời. Bây giờ tiếp tục chương trình thì Kim Liên cũng mong rằng là quý vị sẽ đặt ra thật nhiều những câu hỏi, những thắc mắc của cá nhân mình ở phần bên dưới để chúng tôi có thể gửi ngay đến cho bác sĩ Hoàng và được bác sĩ tư vấn. Chúng ta sẽ cùng nói tiếp tục câu chuyện này liên quan tới việc đó là chữa bệnh như thế nào. Thưa bác sĩ có đề cập đến nhiều những cái biểu hiện rồi và với những biểu hiện đó thì mình phải đến ngay với cơ sở y tế. Vậy thì sau khi đến với cơ sở y tế rồi thì mình sẽ được chữa trị như thế nào để căn bệnh này nó không có lây lan ra nhiều hơn nữa ạ? Khi chúng ta xác định là bệnh nhân có nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori thì cái điều quan trọng là chúng ta phải hỏi kỹ cái người bệnh là bệnh nhân có những cái triệu chứng về tiêu hóa hay không. Thật sự nếu có triệu chứng về tiêu hóa thì chúng ta tốt nhất nên điều trị, chứ cũng không nên để mà nó quá lâu, thì để mà chúng ta sẽ hạn chế những cái tiến triển của cái bệnh. Thì khi điều trị vi khuẩn Helicobacter pylori đó thì chúng ta lưu ý rằng là chúng ta bắt buộc phải sử dụng kháng sinh. Nhưng mà vì cái con vi khuẩn này đó nó rất đặc biệt là nó dễ bị kháng thuốc. Do đó mà người ta không dùng một loại kháng sinh, mà trong một cái phác đồ điều trị phải có kết hợp ít nhất là 2, thậm chí 3 loại kháng sinh. Và chính vì cái điều đó mà nó làm cho cái bệnh nhân rất là khó chịu, vì chúng ta thấy một cái toa thuốc mà quá nhiều thuốc, có 4 loại thuốc khác nhau và uống cái cách uống và nhiều lần trong ngày. Do đó mà cái người bệnh nhân thường là họ cái khả năng tuân thủ nó cũng sẽ không có được mà tốt. Và thứ hai là uống nhiều thuốc thì họ sẽ cảm thấy cái tâm lý nó là sợ sệt cái chuyện uống thuốc, hoặc là uống nhiều thuốc thì nó bị tương tác thuốc, hoặc là nó có những cái tác dụng phụ của thuốc. Chính vì vậy cái điều đó cái người thầy thuốc phải có một cái sự tư vấn và giải thích kỹ cho người bệnh nhân hiểu rõ là khi uống thuốc này và sẽ gặp những cái triệu chứng gì, và nếu gặp triệu chứng đó thì đừng có lo lắng quá và có cái cách để chúng ta vượt qua những cái những tác dụng phụ. Do đó mà cái vai trò của cái người bác sĩ giải thích và tư vấn rất quan trọng thì bệnh nhân mới không có bỏ thuốc giữa chừng. Và cái thứ hai là chúng ta phải sử dụng đúng loại thuốc mà dựa vào cái kinh nghiệm điều trị, tại vì chúng ta biết là vi khuẩn này nó kháng thuốc rất là nhiều. Do đó mà nếu chúng ta chọn những cái kháng sinh mà ngày nay hiện tại là nó kháng nhiều thì hầu như chúng ta không đạt hiệu quả. Do đó và chúng ta cần phải lưu ý thứ hai là vấn đề chọn kháng sinh. Và cái thứ ba là trong cái phác đồ điều trị bao giờ cũng có một cái thuốc ức chế tiết axit. Thì cái thuốc ức chế tiết axit này đó có một cái tác dụng là nó sẽ làm cho cái kháng sinh chúng ta uống vào nó không có bị phá hủy trong môi trường axit. Vì chúng ta biết là khi chúng ta uống vào trong dạ dày thì trong dạ dày chúng ta có axit, và axit đó có thể nó làm phá vỡ cái cấu trúc của những cái kháng sinh. Vì vậy mà chúng ta phải uống cái thuốc mà ức chế tiết axit để làm cho cái kháng sinh chúng ta uống vào nó đảm bảo đủ nồng độ, hàm lượng để mà nó tác dụng cho con vi khuẩn. Như vậy thì đó là cái ba cái yếu tố mà giúp cho chúng ta đạt được cái tỷ lệ thành công cao. Và cái thời gian điều trị trung bình là khoảng 14 ngày. 14 ngày. Và chính điều đó đã làm cho bệnh nhân rất là vất vả, tại uống trong vòng 2 tuần mà uống nhiều thuốc, có thể bệnh nhân họ quên, hoặc là uống họ rất là ngán khi uống thuốc, hoặc là họ uống họ bị những cái tác dụng phụ. Tôi lấy ví dụ như là có thể là bệnh nhân uống và có uống kháng sinh, cái miệng rất là đắng, hoặc là rất là dễ buồn nôn, hoặc là có thể đi cầu phân nó có cái màu đen, là vì trong thuốc nó có một cái chất màu đen. Thì đó nhiều khi chúng ta phải giải thích cho bệnh nhân biết, chứ còn nếu không bệnh nhân tự nhiên uống thuốc tự nhiên thấy đi cầu ra phân màu đen, ta tưởng là bị xuất huyết tiêu hóa. Hoặc có những thuốc nó làm cho bệnh nhân đau mỏi mấy cái khớp. Do đó tất cả những cái điều đó chúng ta phải thông báo cho người bệnh nhân để họ yên tâm, và đến khi họ phát hiện những cái triệu chứng đó họ có thể là họ sẽ gọi lại tư vấn với bác sĩ để chúng ta trao đổi, và chúng ta sẽ giải thích để bệnh nhân sẽ yên tâm và họ sẽ tuân thủ tốt. Và cái việc tuân thủ tốt sẽ góp phần rất là tốt cho cái vấn đề mà điều trị thành công cái bệnh vi khuẩn Helicobacter pylori. Dạ, qua như những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ thì Kim Liên mới thấy tầm quan trọng của việc đó là tuân thủ đầy đủ những hướng dẫn của các y bác sĩ, và việc mà các y bác sĩ mình định hướng cho bệnh nhân biết là bệnh này nó sẽ diễn tiến như vậy đó, và cái cách mà chúng ta nhận biết bệnh như thế nào thì nó rất là quan trọng. Vì một khi mà họ hoang mang thì họ sẽ không thực hiện đúng theo những chỉ dẫn đó. Trong trường hợp mà bác sĩ nói có rất nhiều những tác dụng phụ của thuốc gây ra, đặc biệt là thuốc điều trị cái vi khuẩn HP này, thì nó lại càng khó hơn những bệnh khác nữa. Thì có cách nào đó để giúp cho bệnh nhân của mình vượt qua được những cái tác dụng phụ đó hay không thưa bác sĩ? Thường thì những cái tác dụng phụ này đó nó cũng chỉ xảy ra thoáng qua, hoặc là nó chỉ xảy ra trong vòng 2-3 ngày đầu. Nhưng mà khi bệnh nhân tiếp tục uống thuốc thì nó có thể nó sẽ quen dần và nó sẽ giảm đi cái tác dụng phụ.
Và đồng thời là chúng ta cũng có thể trong một cái phác đồ thuốc, chúng ta cũng có thể kết hợp thêm một số những cái thuốc để mà điều chỉnh lại những cái tác dụng phụ. Chẳng hạn giờ chúng ta cho chút xíu những cái thuốc để nó giúp cho chống cái nôn ói, hoặc là nếu bệnh nhân uống kháng sinh nó dễ bị tiêu chảy đó, thì chúng ta phải có một số những cái men vi khuẩn để mà bổ sung, để mà nó điều chỉnh lại cái những cái tác dụng phụ đó. Tuy nhiên là nó vẫn có những trường hợp là cái quan trọng là cái người bệnh nhân họ phải tin tưởng, họ phải tuân thủ, và họ, thậm chí là đó là chịu khó chịu đựng một chút xíu trong người, gọi là suốt 2 tuần điều trị, và chúng ta có thể có những thuốc để hỗ trợ. Nhưng mà có những trường hợp mà bệnh nhân mà họ không có thể mà dung nạp, hoặc là không thể mà uống một cái thuốc mà có nhiều tác dụng phụ, thì phải gặp lại bác sĩ để người ta sẽ xem xét lại, chúng ta sẽ thay đổi kháng sinh. Tại vì có những cái thuốc mà chúng ta uống không hợp thì chúng ta phải chỉnh sửa lại cái toa thuốc. Do đó mà cái đó là cái có sự phối hợp giữa thầy thuốc và bệnh nhân để đạt được hiệu quả tốt nhất. Bác sĩ có dùng cụm từ mà Kim Liên thấy rất là hay, và không chỉ là với bệnh này đâu mà rất nhiều những bệnh khác thì bệnh nhân cũng cần phải như vậy, đó là tin tưởng, sau đó là tuân thủ, và cuối cùng là chịu đựng chịu đựng để uống đầy đủ thuốc và để cho mau chóng cái bệnh này được khống chế. Trong trường hợp mà bệnh nhân thực hiện đầy đủ, tuân thủ rồi tin tưởng chịu đựng luôn rồi, vậy thì trong khoảng thời gian bao lâu thì căn bệnh này nó sẽ được gọi là khống chế, và bệnh nhân có cần phải lưu ý thêm về chế độ ăn uống, chế độ tập luyện hay là bất cứ mọi hoạt động gì đó trong cuộc sống của mình nữa không thưa bác sĩ? Để điều trị vi khuẩn này đó thì người ta đã nghiên cứu thấy là cái thời gian mà có thể điều trị chỉ cần có 2 tuần thôi. Do đó cái điều đó chúng ta cũng phải động viên bệnh nhân là cố gắng chịu đựng 2 tuần, và thậm chí nếu uống được trên 10 ngày là đã tốt rồi. Nếu mà cố gắng mà uống được trên 10 ngày, nhưng mà nếu mà tốt nhất là đủ 2 tuần, nhưng mà có thường ta thấy là trên 10 ngày là đã vi khuẩn nó đã bị diệt sạch rồi. Nếu chúng ta uống đúng thuốc và uống đúng theo cái hướng dẫn. Tuy nhiên là sau khi chúng ta điều trị vi khuẩn rồi đó, thì trong dạ dày nếu mà chúng ta có cái vết loét hoặc cái viêm thì nó sẽ không có thể nào mà nó lành ngay đâu. Mà chúng ta sau khi thời gian điều trị kháng sinh 2 tuần thì chúng ta vẫn phải tiếp tục cho một cái toa thuốc ít nhất cũng vài tháng, 1-2 tháng, để mà nó làm giảm bớt tiết axit và làm lành những cái tổn thương loét ở niêm mạc, thì bắt đầu bệnh nhân mới có hết triệu chứng hoàn toàn. Thì khi bệnh nhân hết triệu chứng đó, chúng ta sẽ cho bệnh nhân ngưng tất cả thuốc trong vòng ít nhất 2 tuần, 2 hoặc 4 tuần. Thì để làm gì? Để chúng ta sẽ kiểm tra lại coi cái vi khuẩn nó đã sạch chưa. Tức là sau khi chúng ta ngưng thuốc đó, để cho hoàn toàn trong dạ dày chúng ta không còn kháng sinh hay không còn những cái yếu tố gì có thể ảnh hưởng đến kết quả của cái việc mà kiểm tra, thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân làm phương pháp thổi hơi để chúng ta xác định là bệnh nhân này đã chữa thành công hay không. Nếu mà thổi hơi mà âm tính thì xem như là bệnh nhân đã điều trị có kết quả tốt. Còn nếu mà thổi hơi mà còn dương tính thì chúng ta phải xem lại cái phác đồ điều trị và có thể sẽ nghiên cứu và điều chỉnh lại một cái phác đồ mới. Còn trong trường hợp nếu bệnh nhân đã chữa đi chữa lại rất nhiều lần mà lúc đầu mà chữa không đúng cách thì vi khuẩn nó rất là dễ bị kháng thuốc. Do đó mà những cái thuốc sau mà chúng ta sử dụng lại có thể đã bị kháng. Do đó mà những trường hợp đó chúng ta bắt buộc phải cho bệnh nhân nội soi dạ dày để chúng ta sinh thiết cái niêm mạc dạ dày để tìm vi khuẩn, và chúng ta cho cấy vi khuẩn để mà xem coi vi khuẩn này nó còn nhạy với lại kháng sinh nào, thì chúng ta chỉ chọn đúng cái kháng sinh đó để điều trị. Nhưng mà trên thực tế hiện nay do vấn đề điều trị cũng rất là chưa có được đúng cách, và bệnh nhân uống thuốc không tuân thủ tốt, do đó mà cái tình trạng mà kháng thuốc rất là nhiều. Và có những trường hợp tôi đã gặp những cái trường hợp bệnh nhân hầu như là đi làm cái kháng sinh đồ, bệnh nhân kháng hết tất cả các thuốc. Thì những cái trong trường hợp đó thì chúng ta phải có một cách là chúng ta sẽ điều trị hỗ trợ nâng đỡ để bảo vệ niêm mạc, và chúng ta sẽ chờ đợi một thời gian, khi từ từ chúng ta sẽ theo dõi định kỳ và chúng ta phải kiểm tra lại cái vi khuẩn lại, và chúng ta xem coi vi khuẩn một thời gian khi không dùng bất kỳ kháng sinh gì cả, thì có một số trường hợp thì nó lại nhạy lại một số những kháng sinh cũ đã sử dụng, thì trong đó chúng ta có thể sẽ phải điều trị lại. Vậy thì qua cái khâu điều trị, bác sĩ tận tâm rồi, bệnh nhân thì chịu đựng và coi như tin tưởng làm đầy đủ hết, thì căn bệnh này nó có hết hay không ạ? Và trong trường hợp nếu như căn bệnh này đã hết, đã được khống chế rồi, thì có nguy cơ tái phát hay không thưa bác sĩ? Thì cái vấn đề điều trị thì chúng ta phải biết là đây là cái bệnh do nhiễm vi khuẩn. Do đó mà nếu mà chúng ta chữa đúng thuốc mà đúng cách thì nó sẽ khỏi. Tuy nhiên là nếu chúng ta để quá trễ
Dù chúng ta điều trị hết con vi khuẩn rồi, nhưng mà vì cái niêm mạc của dạ dày chúng ta lâu ngày nó sẽ đã bị biến đổi thành là chuyển sản ruột hoặc là loạn sản, thì cái nguy cơ ung thư vẫn còn thể tiềm ẩn trong đó. Do đó mà cái quan trọng là phát hiện sớm và điều trị sớm và điều trị đúng cách để cho chúng ta khỏi bệnh ngay, thì chúng ta sẽ không có tiến triển qua những cái mức độ xấu hơn. Và khi mà chúng ta điều trị xong rồi thì chúng ta có bị tái phát hay không thì cái chuyện đó vẫn có thể có, là vì vi khuẩn nó lây lan qua con đường ăn uống. Do đó mà nếu mà chúng ta chữa hết rồi, nhưng mà nếu mà chúng ta đi ra ăn uống linh tinh hoặc là ở những cái nơi mà không đảm bảo vệ sinh thì chúng ta vẫn có thể bị mắc lại vi khuẩn. Hoặc là trong gia đình, nếu mà phát hiện một cái người bị bệnh mà những người thành viên trong gia đình cũng nhiễm bệnh luôn mà không được điều trị, thì một thời gian chúng ta ăn uống chung với nhau chúng ta vẫn có thể bị lây. Do đó mà điều trị không phải là điều trị một cá nhân, mà chúng ta cũng phải xem coi là những người mà sống trong cái sống gần gũi với lại bệnh nhân mà có bị nhiễm bệnh thì cũng phải điều trị. Là nguy cơ lây lan vẫn còn đó nếu như mà những người xung quanh đang mắc những căn bệnh này. Đó là một số lưu ý của bác sĩ. Và trong quá trình mà bác sĩ điều trị cho bệnh nhân lâu nay thì Kim Liên biết là bác sĩ sẽ gặp rất nhiều những ca bệnh khác nhau, có ca bệnh nặng, có ca bệnh nhẹ. Vậy thì bác sĩ có nhớ nhất là một ca bệnh nào mà mình có thể chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay được không ạ? Nếu mà nói có nhiều cái ca mà ấn tượng thì tôi thấy tôi rất nhiều cái ca ấn tượng. Nhưng mà để chọn ra một cái ca mà có ấn tượng nhất là tôi cũng muốn nhắc nhở là gì? Tôi gặp một cái trường hợp, một bệnh nhân họ đi rất nhiều các cái cơ sở y tế để điều trị vi khuẩn H. pylori. Sau khi họ uống thuốc xong 2 tuần rồi, họ được một cái bác sĩ cho kiểm tra máu, thấy vẫn còn dương tính. Thì tiếp tục thay đổi một cái phác đồ thứ hai. Rồi khi mà thay đổi phác đồ thứ hai xong, rồi bệnh nhân kiểm tra lại sau 1 tháng thì vẫn còn dương tính. Rồi bệnh nhân cũng đi đến một cái cơ sở khác nữa, và bác sĩ cũng chỉ kiểm tra bằng cái xét nghiệm mà huyết thanh thì thấy vẫn dương tính và tiếp tục điều trị. Khi đến gặp tôi đó thì tôi nhìn cái kết quả mà dương tính của bệnh nhân, thì tôi hỏi kỹ về các cái triệu chứng cũng như là xem lại những cái toa thuốc mà bệnh nhân đã sử dụng, và tôi khuyên bệnh nhân là phải nghỉ thuốc ít nhất trong vòng khoảng 2 tuần, và chúng ta cho kiểm tra lại chính xác là đi thổi hơi thì phát hiện là âm tính. Như vậy thật ra nếu mà cái chúng ta không hiểu được cái chuyện là những cái phương pháp mà để chẩn đoán và kiểm tra điều trị đó không đúng cách, thì người bệnh nhân nhiều khi họ đã được điều trị khỏi lần đầu rồi, nhưng mà lại bị chịu đựng một cái chuyện mà điều trị lặp đi lặp lại rất nhiều lần khi chúng ta không hiểu được cái chuyện là đi kiểm tra. Hoặc thậm chí nhiều khi bệnh nhân không có đến cơ sở y tế, tự ra một cái trung tâm cơ sở về xét nghiệm xin cho kiểm tra H. pylori. Do đó bắt đầu bệnh nhân nhận cái kết quả dương tính là họ rất là hoảng sợ. Do đó chính vì vậy cái kiến thức chúng ta cần phải nắm rõ cái thông tin, và chúng ta phải đến một cái cơ sở y tế chuyên sâu để mà chúng ta được tư vấn kỹ lưỡng và điều trị một cách hiệu quả, thì chúng ta mới tránh những cái chuyện mà gọi là kéo dài thời gian hoặc là những cái chi phí cũng như là phải chịu đựng uống rất nhiều thuốc mà không cần thiết. Thưa quý vị, ngày hôm nay qua cuộc trò chuyện này thì hẳn là quý vị cũng đã có những cái nhìn chúng ta rõ nét hơn về căn bệnh liên quan tới vi khuẩn HP, và đó là cái cách để chữa trị, cách để phát hiện cũng như là những lưu ý đến từ bác sĩ Bùi Hữu Hoàng. Còn bây giờ thì Kim Liên mời quý vị sẽ theo dõi một đoạn clip ngắn về những bệnh nhân họ đã được chữa trị căn bệnh liên quan tới vi khuẩn HP cũng như những khó khăn trong việc điều trị quý vị nha. Mình là một nhân viên văn phòng, thì do cái tính chất công việc mà làm cho cái việc ăn uống của mình rất là thất thường, nên vậy mình hay bị ở chua hay là bị đầy bụng, chướng bụng. Nên vậy mình đã đi đến khám ở Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và phát hiện là bị nhiễm HP. Thì đến đó mình mới phát hiện là mình biết là mình bị bệnh, chứ trước đây thì những cái triệu chứng nó rất là chung chung, mình không thể nào biết được là mình bị. Mình khá là bất ngờ bởi vì mình không nghĩ là những người độ tuổi trẻ như mình sẽ là bị nhiễm HP. Mình chỉ nghĩ là những người ở độ tuổi 40, 50 trở lên thôi. Nhưng mà sau khi khám thì mình mới phát hiện ra là cái độ tuổi, bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể nhiễm HP. Khi đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược thì bác sĩ tư vấn cho mình rất là nhiều phương pháp. Thì trong đó thì cái phương pháp phù hợp nhất cho mình đó là test hơi thở. Thì thực hiện cái phương pháp xét nghiệm đó rất là tiết kiệm thời gian, nhanh chóng
trong suốt một tháng điều trị thì mình không có gặp bất kỳ khó khăn nào hết. Thì chỉ cần là tuân thủ đúng cái phác đồ điều trị của bác sĩ và thực hiện theo lời dặn của bác sĩ, như là chú ý về cái việc ăn uống vệ sinh hay là ăn uống đúng giờ, thì mình đã thực hiện đúng hết. Sau khi mà bác sĩ kê đơn thuốc cho mình thì mình thực hiện đúng như lời dặn của bác sĩ là uống thuốc đều đặn mỗi ngày và đúng theo liều. Cái việc mà tuân thủ theo cái đơn thuốc rất là quan trọng, nên để mà hết bệnh thì mình cũng rất là quyết tâm để mình uống thuốc đúng giờ, giống như là mình phải hẹn giờ trước ăn sau ăn sẽ uống những cái loại thuốc nào. Thì mình có lời khuyên là những bạn trẻ như mình, nếu mà có những cái dấu hiệu về bệnh lý tiêu hóa thì nên đi khám ngay và tuân thủ theo cái phác đồ điều trị của bác sĩ để có thể chữa bệnh hoặc là phòng ngừa những cái biến chứng nguy hiểm sau này. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang theo dõi chuỗi chương trình tư vấn sức khỏe trực tuyến của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh liên quan tới hiểu đúng sống khỏe, và ngày hôm nay là những bệnh tình liên quan đến căn bệnh vi khuẩn HP, và chúng ta vẫn đang trò chuyện cùng với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Bùi Hữu Hoàng. Thưa quý vị, trên tay Kim Liên ngay lúc này là những câu hỏi đến từ quý vị khán giả đã gửi về cho chương trình ngày hôm nay. Và nếu như quý vị đang theo dõi chúng tôi cũng đang có những thắc mắc thì quý vị hãy nhanh tay viết bình luận của mình ở bên dưới và chúng tôi sẽ tổng hợp để gửi ngay đến cho bác sĩ Hoàng quý vị nha. Thưa bác sĩ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Rất nhiều những câu hỏi, tin chắc là mình sẽ không đủ thời gian để trả lời hết. Đối với những câu hỏi mà vẫn còn đó thì chúng tôi sẽ cập nhật và gửi ngay tới bác sĩ sau chương trình này. Câu hỏi đầu tiên đến từ một vị khán giả đang theo dõi chương trình. Anh chị này cho biết là nếu như một đứa trẻ dưới 5 tuổi bị nhiễm vi khuẩn HP từ bố mẹ của mình thì thưa bác sĩ, là nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày của trẻ có cao hay không? Và việc điều trị HP của trẻ sẽ ra sao đây? Nó có ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của đứa con tôi hay không ạ? Cái điều này chúng ta cũng gặp rất là phổ biến. Khi mà chúng ta sống trong gia đình thì chắc chắn là cái vấn đề lây nhiễm cũng rất là dễ xảy ra. Và nếu mà phát hiện một cái đứa bé mà khoảng 5-6 tuổi mà đã bị nhiễm H. pylori thì thật ra thì với cái trường hợp đó tôi cũng chưa có gây ra một cái biểu hiện gì mà gọi là làm chúng ta quá lo lắng, đáng ngại. Tại thật ra thì ở cái tuổi đó đó thì cái mức độ tiến triển của bệnh nó còn chưa có một cái tiến triển một cách gọi là phức tạp và nó diễn tiến xấu đâu. Và chúng ta cũng tùy thuộc vào cái triệu chứng của đứa bé. Và quan trọng là nếu mà chúng ta phát hiện chỉ tình cờ trên xét nghiệm máu hoặc là xét nghiệm phân mà thấy có vi khuẩn, mà đứa bé nó hoàn toàn ăn uống sinh hoạt bình thường, thì những trường hợp đó thì trước mắt chúng tôi chưa có điều trị ngay, mà chúng tôi vẫn theo dõi đứa bé. Tại vì thật ra nhiễm khuẩn Helicobacter pylori ở trẻ em á, rất dễ bị tái phát. Chúng ta chữa xong rồi lại một thời gian rất ngắn là nó rất dễ bị tái đi tái nhiễm. Vì sao? Vì đứa bé nó cũng không thể nào mà nó chấp hành tuân thủ đầy đủ những cái điều kiện mà chúng ta dặn là phải rửa tay, hoặc là những cái điều kiện mà ăn chung trong bạn bè, nhiều khi có thể là chúng ta không kiểm soát được hết. Do đó mà ở nhi đồng thì người ta thấy rằng là muốn điều trị là phải có bằng chứng chính xác là có nhiễm vi khuẩn, và vi khuẩn nó có thể gây ra cái triệu chứng cho đứa bé, hoặc là phải nội soi phát hiện có cái viêm, có cái tổn thương ở dạ dày thì người ta mới chữa. Chứ còn chữa thì một thời gian nó sẽ bị tái phát. Do đó mà chúng ta nên có cái sự theo dõi, và nếu mà cần thiết thì phải đến gặp một cái bác sĩ chuyên khoa về nhi để người ta sẽ xem coi cái khả năng có trường hợp đó có cần phải điều trị hay không. Chứ còn nếu mà chúng ta tự ý mà dùng kháng sinh lung tung thì nó cũng rất là dễ bị tái phát bệnh, và thứ hai đứa bé phải uống quá nhiều kháng sinh. Thưa bác sĩ, nãy thì anh chị có đề cập tới việc đó là cũng hơi lo sợ nó có ảnh hưởng đến sự phát triển của con mình nữa, thì bác sĩ sẽ trả lời sao về câu hỏi này ạ? Về cái phát triển của đứa bé thì hầu như là một cái đứa bé nhiễm vi khuẩn H. pylori thì nó vẫn có thể sinh hoạt và nó phát triển bình thường. Trừ trường hợp thí dụ nó đau quá, nó không ăn uống được và nó sẽ nôn ói, hay là nó gây ra cái triệu chứng là ăn uống kém, do đó nó có thể bị sụt cân do về vì ăn uống không được, thì trong trường hợp đó bắt buộc chúng ta phải điều trị. Còn nếu mà tình cờ phát hiện mà đứa bé nó không có triệu chứng gì cả, vẫn ăn khỏe, thì kể chúng ta vẫn theo dõi. Và chúng ta cũng nên phải theo dõi định kỳ, phải xem coi đứa bé nó có triệu chứng hay không. Dạ, rồi như vậy thì cũng đỡ lo cho việc đó là quá trình phát triển của con trẻ mình. Cái vấn đề là mình phát hiện ra bệnh và phải đi đến những cơ sở y tế để được chữa trị kịp thời.
Thưa bác sĩ, câu hỏi tiếp theo là trong gia đình của tôi thì có người mới mất do bệnh ung thư dạ dày. Và cho tôi hỏi là bệnh có yếu tố di truyền hay không? Với những thành viên còn lại trong gia đình thì nên làm gì lúc này? Có nên là đi tầm soát để mình biết là mình có bị những căn bệnh liên quan tới vi khuẩn HP hay không ạ? Như trong cái phần đầu mà chia sẻ về thông tin đó, thì chúng tôi cũng đã có nhấn mạnh là cái bệnh ung thư dạ dày là cái bệnh có liên quan đến di truyền. Tại vì không phải chúng ta bị nhiễm con vi khuẩn là chúng ta chắc chắn chúng ta bị ung thư, mà nó phải tùy thuộc vào cái độc tính của con vi khuẩn, rồi thứ hai là cái cơ địa di truyền, và thứ ba là cái lối sống, cách ăn uống và cái chế độ ăn của chúng ta. Như vậy thì nếu mà chúng ta phát hiện một cái người trong nhà bị ung thư thì cái điều đầu tiên là chúng ta nên tầm soát những người trong gia đình, và vì những người đó có thể có một cái nguy cơ, có thể tiềm ẩn một cái ung thư mà chúng ta chưa có xác định được. Và cái quan trọng nhất là phải tìm có nhiễm vi khuẩn hay không. Tại con vi khuẩn đó, nếu mà chúng ta có cái gen ung thư nhưng mà không có vi khuẩn nó tác động thì cái ung thư có thể nó cũng không xảy ra. Do đó mà chúng ta phải đi tầm soát có nhiễm vi khuẩn, và nếu có nhiễm vi khuẩn chúng ta phải điều trị vi khuẩn bằng điều trị cho cả nhà luôn. Tại vì đó là cái cơ hội để chúng ta có thể là đảm bảo cho nó sạch, không có bị lây nhiễm chéo giữa người này và người kia. Thì cái đó là cái chuyện rất quan trọng. Và hầu như là người ta nói rằng là khi phát hiện cái người có ung thư dạ dày thì nên tầm soát những người trong gia đình có bị ung thư hay không, và nếu cần phải điều trị cho nó triệt để vi khuẩn. À, như vậy thì bác sĩ khuyến khích là cả gia đình phải đi tầm soát để xem thử có phải là do vi khuẩn HP hay không. Nhiều khi là người mất trong gia đình mình là do ung thư dạ dày nhưng không phải đến từ vi khuẩn HP. Tiếp tục một câu hỏi, đó là tôi thì bị viêm loét dạ dày lâu năm rồi, và tôi hay bị xuất huyết dạ dày nữa và đau dữ dội vùng thượng vị, nhiều khi toát mồ hôi, bụng mình bị cứng, mặt mình thì bị xanh xao, xảy ra tình trạng nôn rồi đi đại tiện lại. Thưa bác sĩ, câu hỏi tiếp theo là tôi bị viêm loét dạ dày lâu năm nay và tôi hay bị xuất huyết dạ dày, đau dữ dội vùng thượng vị, nhiều khi là toát mồ hôi rồi bụng mình nó bị cứng lên, mặt thì xanh xao, đôi lúc là xảy ra tình trạng nôn và đại tiện có máu, phân màu đen. Tôi có biểu hiện tiền ung thư chưa và tôi phải làm sao để phòng ngừa đây ạ? Như vậy thì với cái triệu chứng mà khán giả đã đưa cái câu hỏi là chúng ta để bệnh quá trễ rồi. Tức là nó đã có tiến triển qua viêm loét và dẫn đến cái xuất huyết ở trong cái dạ dày. Và nếu mà chúng ta không chữa cho nó kịp thời thì cái bệnh nó sẽ càng càng tiến triển nặng hơn. Còn cái vấn đề ung thư hay không thì dĩ nhiên ta phải nội soi, phải làm sinh thiết mới xác định chính xác là ung thư. Còn có những cái trường hợp mà nếu mà ung thư giai đoạn nặng thì dĩ nhiên là nó cũng có những cái triệu chứng mà giống như bạn mô tả, nhưng mà cái triệu chứng mà nãy giờ chúng ta đề cập đó là tình trạng ổ loét nó đã tiến triển và nó gây xuất huyết, thì chúng ta bắt buộc phải chữa, và chữa phải sau khi chữa rồi vẫn phải nội soi kiểm tra lại một thời gian để mà kiểm tra coi cái ổ loét nó thật sự nó lành hay không, để đảm bảo chắc chắn là nó không có bị tái phát. Câu hỏi tiếp theo, thưa bác sĩ. Chào bác sĩ Hoàng, em nghe nói là mật ong và tinh bột nghệ thì nó rất là tốt trong việc điều trị những căn bệnh liên quan tới dạ dày. Điều này có đúng hay không ạ? Và em có thể áp dụng để điều trị cái bệnh dạ dày liên quan tới vi khuẩn HP hay không? Thì trong dân gian chúng ta có rất nhiều những cái bài thuốc để mà điều trị các cái bệnh lý, mà trong đó có cái bệnh dạ dày. Thì từ lâu thì chúng ta đều biết là mật ong với lại cái tinh bột nghệ là nó có cái tác dụng là giúp cho lành ổ loét và giúp cho cái vết thương nó mau lành. Và thứ hai là cái mật ong và tinh bột nghệ nó cũng có một cái tác dụng mà khử khuẩn nhất định. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhiễm vi khuẩn thật sự thì với cái tinh bột nghệ và mật ong nó không đủ sức để diệt con vi khuẩn mà rất là hay bị kháng thuốc. Do đó mà phải dùng kháng sinh. Rồi sau đó thì chúng ta khi đã điều trị sạch vi khuẩn rồi thì chúng ta có thể thoải mái sử dụng tinh bột nghệ hoặc là những cái thuốc mà dân gian để mà nó giúp cho mau lành vết thương, giảm triệu chứng, thì cái điều đó là nó cũng không có hại gì cả. Và nếu mà chúng ta bị những cái bệnh bao tử thông thường mà không phải do vi khuẩn thì chúng ta vẫn có thể điều trị bằng những thuốc mà nhẹ như vậy. Còn nếu mà khi đã nhiễm vi khuẩn rồi thì bắt buộc phải sử dụng kháng sinh. Thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo là của một anh chồng gửi đến là tôi và bà xã cùng phát hiện ra mình bị viêm dạ dày và cũng có nhiễm HP. Nhưng mà chúng tôi thì điều trị nhiều toa kháng sinh nó vẫn không khỏi. Nhờ bác sĩ tư vấn làm sao để trị dứt điểm đây. Chúng tôi nghe nói là viêm dạ dày nhiễm HP này nó rất là dễ thành ung thư, cho nên rất là lo bác sĩ ạ. Thật ra chúng ta biết là vì cái nhiễm vi khuẩn này đó nó rất là phổ biến và nó hay bị tái phát. Do đó mà chúng ta
khi mà nhiễm bệnh mà ta điều trị xong rồi, chúng ta phải đảm bảo kiểm tra coi chúng ta hoàn toàn hết bệnh hay chưa. Và thứ hai là chúng ta phải xem là chúng ta phải điều trị đúng cách và tuân thủ đúng cái phác đồ hay không. Và nếu mà chúng ta chữa không khỏi trong một lần đầu thì chúng ta nên đến một cái cơ sở y tế mà có uy tín để mà người ta có thể xem xét lại cái phác đồ điều trị trước để người ta chỉnh sửa những cái thuốc cho phù hợp và người ta sẽ điều trị và theo dõi kỹ hơn. Trong trường hợp, vẫn có những trường hợp mà bệnh nhân chữa 2-3 lần mà vẫn bị thất bại. Thì trong trường hợp đó chúng tôi cũng đã đề cập là chúng ta bắt buộc phải nội soi. Nội soi dạ dày để chúng ta cấy cái con vi khuẩn để chúng ta sẽ xác định là con vi khuẩn này hiện tại nó đang còn nhạy với lại cái kháng sinh nào và chúng ta chọn đúng kháng sinh đó chúng ta điều trị. Chứ còn không có chữa theo một cái kinh nghiệm là cứ kết hợp lung tung kháng sinh mà chúng ta phải chọn đúng cái kháng sinh mà còn hiệu quả với lại cái vi khuẩn đó. Và trong trường hợp mà đã kháng hết tất cả các loại vi khuẩn, cái trường hợp này vẫn xảy ra. Do đó thì trong trường hợp đó tôi cũng đã nói rằng là chúng ta có thể là phải dùng những thuốc bảo vệ niêm mạc và điều trị triệu chứng cho bệnh nhân và chờ đợi một thời gian chúng ta kiểm tra lại. Có một số trường hợp thì vi khuẩn có thể là nó nhạy lại một số những kháng sinh khi một thời gian lâu chúng ta không dùng lung tung thuốc á, thì một số trường hợp nó sẽ nhạy lại một vài loại kháng sinh. Thì chúng ta lúc đó chúng ta xem xét cái chuyện chúng ta sẽ điều trị lại. Thưa bác sĩ, vẫn còn rất nhiều những câu hỏi trong chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi tiếp theo là: chào bác sĩ, em thấy việc điều trị HP nó rất là lâu dài. Em có đi khám và uống thuốc mà thuốc thì em thấy nhiều quá. Bác sĩ cho em hỏi là uống nhiều vậy nó có tác dụng phụ gì hay không? Hình như cái này thì mình có hỏi ở trong trong buổi livestream mới nãy thì mình có đề cập. Thế nhưng mà trong trường hợp anh này thì bác sĩ sẽ trấn an ảnh bằng cách nào đây ạ? Thật ra thì cái tác dụng phụ khi mà sử dụng thuốc á thì nó có sẽ rất nhiều. Và do đó mà chúng ta cũng tùy theo cái phác đồ trong cái thuốc mà chúng ta sử dụng loại kháng sinh nào và chúng ta sẽ tư vấn bệnh nhân là loại kháng sinh nào có thể gây ra cái triệu chứng tác dụng phụ. Tôi lấy ví dụ như là khi chúng ta sử dụng cái kháng sinh clarithromycin thì bệnh nhân có cảm giác đắng miệng rất là nhiều. Và có thể nó đắng suốt cả ngày. Nhưng mà cái đó là phải chịu thôi. Nhưng mà chúng ta phải báo trước để người ta đừng có quá lo lắng. Thứ hai là khi người ta uống một kháng sinh có tetracycline hoặc là metronidazole thì bệnh nhân rất là dễ buồn nôn. Và đặc biệt nếu mà uống những kháng sinh đó mà chúng ta lại uống rượu bia thì cái tình trạng nôn ói nó càng nhiều hơn. Do đó mà chúng ta cũng phải báo bệnh nhân là trong thời gian điều trị kháng sinh là hạn chế không được uống rượu bia nhiều, nếu không là sẽ bị tác dụng phụ. Còn chúng ta uống levofloxacin thì bệnh nhân rất dễ có cảm giác là bị đau mỏi và nhức mấy cái cơ khớp. Và thứ hai là có những bệnh nhân than là uống xong là ngồi dậy đi không nổi. Nhiều khi là nó đau quá thì trong trường hợp đó thì chúng ta phải xem xét giảm bớt liều hoặc là chúng ta sẽ có những cái cách để điều trị hỗ trợ, hoặc nếu bệnh nhân không chịu đựng phải đổi kháng sinh khác. Còn chúng ta uống cái thuốc bismuth á, thì có thể làm cho bệnh nhân bị đi cầu phân có cái màu hơi đen, thậm chí là cái lưỡi bệnh nhân nó cũng có cái đóng một cái lớp hơi xám xám đen đen. Và chúng ta phải báo cho bệnh nhân biết cái hiện tượng đó để người ta không lo lắng, tại cái đó là do thuốc thôi. Khi mà ngưng thuốc thì các triệu chứng nó hoàn toàn nó sẽ mất đi. Như vậy thì tác dụng phụ rất là nhiều và cái quan trọng là các bác sĩ sẽ cho bệnh nhân biết trước về điều đó. Tiếp tục một câu hỏi, câu hỏi này thì hơi dài một xíu, đó chính là: bác sĩ ơi, dì của em thì bị HP và cứ điều trị hết đợt này đến đợt khác, lần nào đi tái khám thì cũng vẫn là HP. Rồi, dì em giờ mỗi lần mà nghe đến HP là sợ luôn bác sĩ ạ. Bác sĩ cho em hỏi là thời gian điều trị vi khuẩn HP là bao lâu và có cần phải đi tái khám hay không? Rồi bao lâu thì nó mới hết cái khả năng lây lan cho người nhà? Rồi thêm một câu hỏi nữa, khi đi test, tức là khi đi kiểm tra lại HP thì có cần ngưng thuốc trong một tháng hay không? Em lo lắng cho dì em hơi nhiều một xíu bác sĩ ạ. Như vậy cô giáo này cũng rất là lo lắng cho người nhà. Cái câu hỏi này cũng gần như là tổng quát hết tất cả những phần mà chúng ta đã chia sẻ. Thì chúng ta biết là đây là cái vi khuẩn mà rất là dễ bị kháng thuốc. Do đó nếu mà ta chữa ngay từ đầu mà không có đúng cách thì nó sẽ rất dễ bị tái phát và nó bị kháng thuốc về sau. Do đó mà nếu mà chúng ta chữa thông thường chữa kháng sinh chỉ cần uống 2 tuần thôi, chứ còn không cần phải kéo dài. Còn sau khi ta điều trị xong rồi phải đến một cái cơ sở y tế để chúng ta kiểm tra lại. Và giống như hồi nãy cái câu chuyện mà chúng tôi nói là ấn tượng là tôi gặp một cái bệnh nhân mà nhiều khi đã chữa khỏi rồi nhưng mà do chúng ta kiểm tra cái xét nghiệm lại mà không đúng cách thì chúng ta lại tưởng bệnh nhân còn và lại cứ phải uống rất nhiều cái toa thuốc. Còn trong trường hợp mà bệnh nhân bị tái phát nhiều lần như vậy đó thì bắt buộc phải nội soi.
để làm kháng sinh đồ mà tìm ra coi vi khuẩn nó nhạy với kháng sinh nào và chọn đúng kháng sinh đó mà thôi. Thì sau khi người ta điều chữa xong cái đợt kháng sinh thì tốt nhất là chúng ta phải ngưng thuốc là khoảng 4 tuần. Cái thời gian đó để làm gì? Để cho trong dạ dày chúng ta đã sạch, không còn kháng sinh trong cơ thể nữa, để mà chúng ta đảm bảo chắc chắn là cái chuyện mà thử mà kết quả mà nó âm tính á, là hoàn toàn là do bệnh nhân đã khỏi bệnh, chứ không phải là còn dư của cái phần kháng sinh nó còn tồn tại mà nó sẽ làm cho cái kết quả nó bị sai. Do đó mà chúng ta phải nhớ là phải tuân thủ đúng theo cái điều trị, và sau khi cái thời gian mà kiểm tra cũng phải tuân thủ đúng theo cái hướng dẫn của thầy thuốc thì mới đảm bảo. Còn nếu mà chúng ta làm không đúng cách thì chúng ta sẽ không đạt được cái hiệu quả, và cứ lặp đi lặp lại chữa mà không đúng thì nó sẽ để cái hậu quả không tốt về sau. Dạ, quả thật là ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều những câu hỏi mà quý vị khán giả đã gửi về cho chương trình, và đâu đó vẫn còn khá là nhiều những băn khoăn thắc mắc, cho nên là Kim Liên cùng với ban biên tập sẽ gửi đến bác sĩ sau và nhờ bác sĩ giải đáp ạ. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì cảm ơn quý vị rất nhiều vì quý vị đã để lại những thắc mắc của mình ở bên dưới. Còn bây giờ thì đối với những ai quan tâm về việc chúng ta chữa trị bệnh lý liên quan tới vi khuẩn HP, Kim Liên mời quý vị sẽ cùng theo dõi một đoạn clip ngắn sau đây về phòng khám của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào quý vị đang xem chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, có thể nói có đến 90% người bệnh bị viêm loét dạ dày do vi khuẩn HP gây nên. Và đây cũng là một trong những yếu tố gây nên ung thư dạ dày. Và theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Bùi Hữu Hoàng, trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã có chia sẻ rằng con đường lây truyền của HP đó chính là qua con đường ăn uống, và vì thế nên tính lây lan của vi khuẩn này rất cao. Vậy làm thế nào để chúng ta tìm và diệt được vi khuẩn HP? Thì câu trả lời này sẽ được giải đáp trong chương trình ngày hôm nay. Hãy cùng theo chân Minh Khuê nhé! Có thể nói, hiện nay có đến 90% người bệnh bị viêm loét dạ dày tá tràng, nguyên nhân do vi khuẩn HP. Và sự xuất hiện của vi khuẩn HP sẽ làm tăng nguy cơ bị ung thư dạ dày. Trong đó, ung thư dạ dày đứng thứ 3 ở nam giới và đứng thứ 5 ở nữ giới về tần suất và tỷ lệ tử vong. Và vi khuẩn HP thường được lây truyền qua đường ăn uống, như là chúng ta thường ăn chung đũa muỗng, nước chấm, v.v. Vì vậy, tỷ lệ lây lan trong cộng đồng rất dễ và rất cao. Có trên 2/3 dân số thế giới nhiễm HP. Và ở nước ta, tỷ lệ nhiễm trên 70% là một trong những khu vực báo động đỏ trên thế giới về vấn đề này. Vì vậy, khi phát hiện sự có mặt của HP, quý vị cần điều trị kháng sinh theo phác đồ và tuân thủ thời gian điều trị. Vậy hiện nay có những phương pháp xét nghiệm nào giúp phát hiện HP một cách nhanh chóng? Thì trong chương trình ngày hôm nay, Minh Khuê sẽ đồng hành cùng quý vị tìm câu trả lời nhé! Thưa quý vị, một trong những phương pháp để tìm ra vi khuẩn HP đó là test hơi thở. Vậy quý vị có thắc mắc là quy trình test hơi thở để tìm ra vi khuẩn HP sẽ như thế nào không? Và bên cạnh Minh Khuê đây là phòng test hơi thở, thì hãy cùng theo chương Minh Khuê vào phòng khám nhé! Dạ vâng, xin chào anh Dương Hoài Nam, kỹ thuật viên của khoa xét nghiệm ạ. Thưa anh có thể cho Minh Khuê được hỏi là khi mà người bệnh muốn tìm vi khuẩn HP thì sẽ tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được thực hiện những phương pháp nào ạ? Thì hiện nay tại Bệnh viện Đại học Y Dược thì có 3 cái phương pháp để tìm HP khi bệnh nhân đến đây. Thì đó là phương pháp là mình thử máu, hai nữa là phương pháp tự test hơi thở C13 ở phòng cho anh, và ba nữa là phương pháp nội soi. Dạ thưa anh, như anh vừa chia sẻ là hiện nay tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thì có 3 phương pháp để tìm được vi khuẩn HP, đó là test hơi thở, hai là xét nghiệm và thứ ba là nội soi không đau. Vậy người bệnh có thể được lựa chọn những phương pháp để tìm vi khuẩn hay không, hay là chúng ta cần có chỉ định của bác sĩ ạ? Ba phương pháp đó thì người bệnh sẽ được bác sĩ tư vấn để mà đưa ra những cái điều được tốt nhất cho người bệnh. Thì đối với phương pháp test hơi thở, đây là một cái phương pháp mà không xâm lấn. Nó là một cái phương pháp mà chẩn đoán cái HP nó hiệu quả và một cách an toàn. Nó không có xâm lấn người bệnh giống như nội soi hay là lấy máu. Dạ. Nhưng mà đem lại hiệu quả tương đối là tốt nhất. Sau khi mà những cái kết quả dương hoặc là âm thì người bệnh sẽ đem những cái kết quả đó đem về trực tiếp với bác sĩ điều trị cho mình, để bác sĩ sẽ đưa ra những cái quyết định đúng đắn hơn cho người bệnh và tốt hơn cho người bệnh. Đối với phương pháp test hơi thở á, thì đối với những người bệnh mà nhất là những người bệnh đã từng bị nhiễm HP thì ta nên làm test hơi thở, thì khi đó thì nó sẽ tối ưu hơn và biết chắc chắn là vi trùng HP nó còn hay là không, so với là phương pháp thử máu nó tối ưu hơn rất là nhiều.
Khi vấn đề tái khám á, thì sau một cái liệu trình điều trị thuốc từ bác sĩ thì bác sĩ muốn kiểm tra là HP nó còn hay không để mình có thể tiếp tục điều trị hay là ngưng, thì bác sĩ vẫn cần phải cho thử test hơi thở để biết chính xác là còn hay không để đưa ra cái kết quả tốt nhất cho người bệnh. Thưa quý vị, qua những chia sẻ từ bác sĩ thì quý vị cũng có thể thấy được rằng để tiêu diệt được vi khuẩn HP thì chúng ta cần phải tuyệt đối tuân thủ những chỉ định của bác sĩ trong quá trình điều trị. Và sau khi hết đợt 1 thì quý vị cần phải quay lại tái khám để bác sĩ xem và chẩn đoán chúng ta đã tiêu diệt được vi khuẩn HP hay chưa. Tuyệt đối chúng ta không được tự ý ngừng điều trị quý vị nhé. Và nếu mà quý vị vẫn còn những thắc mắc thì có thể liên hệ đến số điện thoại của phòng khám tiêu hóa 028 3952 7111 hoặc số điện thoại của khoa xét nghiệm 028 3952 5610. Và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau. Quý vị và các bạn thân mến, chuỗi chương trình tư vấn sức khỏe hiểu đúng để sống khỏe ngày hôm nay liên quan tới căn bệnh mà do vi khuẩn HP gây ra thì chúng tôi nghĩ là đã giúp cho quý vị hiểu biết thêm về loại vi khuẩn này, cách thức để chúng ta phòng ngừa, chữa trị cũng giống như những lời khuyên đến từ bác sĩ. Và giống như Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Bùi Hữu Hoàng đã cùng nói với quý vị, đó là đừng nên quá hoang mang, bởi vì nếu như chúng ta nắm rõ và hiểu biết rõ về bệnh lý này thì chúng ta hoàn toàn có cách chữa trị đúng đắn. Bây giờ thì chắc chắn là Kim Liên sẽ gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến cho bác sĩ Hoàng ngày hôm nay vì bác đã nhận lời tham gia chương trình và cũng hẹn gặp lại bác vào một số phát sóng gần nhất. Thưa quý vị, chương trình tư vấn trực tuyến Hiểu đúng sống khỏe với chủ đề Hiểu và điều trị đúng về vi khuẩn HP để phòng ngừa các biến chứng được thực hiện bởi Trung tâm Truyền thông của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên trang fanpage và phát lại trên kênh YouTube Zalo của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như quý vị có bỏ lỡ một phần tư vấn đến từ bác sĩ thì quý vị cũng có thể lên YouTube và Zalo của bệnh viện để xem lại nhé. Để biết thêm những thông tin về sức khỏe, quý vị hãy theo dõi vào hệ thống kênh truyền thông y tế chính thống của bệnh viện, bao gồm có kênh YouTube, Zalo, fanpage và website của bệnh viện. Tất cả những đường link hệ thống của kênh bệnh viện sẽ được hiển thị ở phần miêu tả bên dưới. Quý vị hãy theo dõi, đăng ký theo dõi để hiểu hơn về những vấn đề sức khỏe. Một lần nữa thì chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới công ty trách nhiệm hữu hạn AstraZeneca Việt Nam đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện chương trình này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và cũng đã gửi câu hỏi về cho chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.